Trời ơi, tại vì lúc kia em bấm tay là em đã run rồi. Dạ, còn lúc đó không kiểu bị chích điện vậy, kiểu lân 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 giờ khó tả lắm. Dạ. À, có cái lần nào đi chơi xa không? Lần đầu tiên đi chơi xa là ở đâu? Đi đâu ta? Đi đâu ta? Vũng Tàu chứ, Vũng Tàu. À, đi Vũng Tàu chứ. Tại vì tụi em quen thì cũng gần 8 năm á, thì nên đi cho nhiều lắm. Hai đứa cũng nên đi Đà Lạt thì sẽ đi xe đưa rước, đi xe đò lên trên đó thì sẽ chạy xe máy kiểu đi phượt á. Rồi anh nói chung là không có phải nhiều chuyện, nhưng mà hỏi thì phải hỏi cho nó tới. Mình đi như vậy mình có ở đêm không hay về liền? Chứ đi Đà Lạt mà em nghĩ là về đêm hả? Thôi đi cưng. Dạ. À. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Võ Công Thành, 31 tuổi. 31 tuổi làm dạ. Công việc gì em? Dạ em là quản lý của một nhà máy xí nghiệp ở Nhân Trạch. Em đang ở đâu? Dạ. Nhân Trạch. Em đang ở Nhân Trạch luôn. Dạ em ở Long Thành. À. Rồi mời em. Dạ chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thần. Em tên là Trúc Đào, tên đầy đủ là Đinh Lê Nhật Trúc Đào. Năm nay 26 tuổi, hiện là nhân viên của ngân hàng. Dạ, đang sống ở Long Thành, còn làm việc ở Nhân Trạch, cũng gần công ty ảnh luôn. À, hai đứa chắc đó. Chắn ngày xưa mẹ em là thích cái bài mà ngọn trúc đào. Ngày xưa có ngọn trúc đào, mùa thu la rụng bay vào bay ra. Cái tên em là bà Tư Đạt, nhưng mà thì... Chắc bà Tư thích, bà Tư. Rồi bây giờ Trúc Đào với Thành, hai em lần đầu tiên là gặp nhau như thế nào? Tình yêu của các em nó nảy nở ra sao nè? Năm đó thì là... em là cuối lớp 11, là khoảng năm 2012 á, em đi đánh bóng chuyền, cái sân bóng chuyền đó là gần nhà em luôn, chiều là đi học về là sẽ lên đó đánh bóng chuyền. Còn anh này thì thời gian đó thì đang là ra trường rồi thì đi làm cho Biên Hòa á, thì lâu lâu cuối tuần mới về thôi, thì cũng gặp lâu lâu cuối tuần thì gặp thôi, cũng không có để ý, không có để ý gì lắm. Cái ghẹo mình mới 17 tuổi rồi mà cứ kêu cô chuyền cho cô này, chuyền cho cô này nè, là đưa anh cho cô này, cứ kêu mình mà cô là mình thấy không thích rồi đó. Cái tối á, cái thằng một người bạn chung, nói chung là biết hai đứa, xong rồi nói là Đào ơi, có hồi chiều có anh Thành xin số điện thoại có cho không? Em nói không, không cho. Vừa nói xong 5 phút sau ông này gọi. Vậy mà đó nó cũng có nghĩa là bạn nó cho trước rồi mới hỏi em. Dạ đúng rồi. Tức là cái ấn tượng đầu tiên gặp là em không thích đúng không? Dạ đúng rồi. Gọi mình là cô. Gọi mình là cô mà cái gu ăn mặc kỳ lắm. Đi đánh banh, mặc quần đá banh, quần thun á đá banh, áo sơ mi tay dài. Trời sao nó loạn xe đạp. Nó loạn phục trang vậy dạ, đó. Dạ mà cứ tuần nào mà cũng mặc đúng một bộ đó thôi. Tức là cái hình nền là mình không thích rồi đó. Dạ mà lúc đúng đó ốm mà đen lắm chứ không phải được vậy đâu. Hồi đó là có 59kg thôi à. Hình nền không nói cũng cũng không được. Phát ngôn ta bằng kêu cô. Ủa nhưng mà cô này là cô em hay là cô dạ, cô gì? Tại vì em thấy bạn này lúc đó là giống như là cái gương mặt so với độ tuổi nó không có giống. Dạ giống như già trước tuổi. Đây là em cũng có ấn tượng rồi, tại vì em thích những bạn nữ mà biết chơi thể thao. Tại em biết chơi thể thao thì bạn này biết chơi bóng chuyền mà cái môn em thích nhất nữa. Và sau đó là có bao lâu thì mới coi như là lúc đó em gỡ thường xuyên. Ý là lúc đó em cũng chưa nghĩ là chỉ thích, tại vì cái tưởng là lớn tuổi rồi, tại vì em mới ghẹo thôi. Nhưng mà hỏi đi hỏi lại thì mới biết là mới học lớp 11 thôi, chưa đủ 18 tuổi. Em chưa 18 đó. Dạ, dạ, nên, sợ đúng không? Dạ, nên, sợ. Dạ cũng sợ nhưng mà kiểu như là chị nhắn tin vui vui chứ không có, nói chung là không chỉ giỡn giỡn mà em cảnh báo rồi, em nói em chưa 18 đó nha, có nhắn tin cho em là em nói trước rồi. Đến khi nào thì em mới thích con? Cũng phải gần 9 tháng đến 1 năm, nhưng cả gần 1 năm sau, tại vì là cho đủ 18. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Dạ. Đó là đủ 18. Lúc đó là em ở Biên Hòa, em cũng mới chia tay bạn gái được hơn nửa năm. Xong rồi mẹ cũng kêu là thôi ở, tại vì làm trên đó mà mẹ kêu làm hoài không thấy dư nên mẹ kêu thôi đi về dưới nhà làm. Cái mẹ nói vậy thôi, cũng về dưới đây làm luôn. Thì từ từ cái tại vì cũng chưa đủ tuổi nên em cũng không dám xuống nhà chơi nhiều. Ví dụ khi bạn này lớn rồi, 18 tuổi rồi thì có mới dám chở đi chơi rồi đi ăn chè hay uống nước rồi thôi chứ. Vậy là mày 17 tuổi rồi đâu có dám đụng chạm gì. Dạ. Không có dám đụng cái ngón út nữa đúng không? Nắm tay nắm chân cũng không dám luôn rồi không? Mà đến 18 tuổi là bắt đầu nắm chưa? Dạ đúng rồi. Dạ, bắt đầu đi chơi là nắm chưa? Dạ lúc mà chở đi chơi thì lúc đó 18 tuổi rồi thì mới bắt đầu nắm tay rồi có xin hôn lên má. Cái lần mà đầu tiên mà đi ăn chè em nhớ hoài luôn. Vô quán chè mà cái kiểu hồi chưa có quán trà chanh hay là trà sữa, chỉ quán chè đậu đen, chè thập cẩm rồi đó. Mà cũng tối, cái tự nhiên lần đó đầu tiên ổng dẫn ổng hẹn mà đi ăn chè, ổng mất túi ra cái hộp nhỏ vậy nè. Ủa ghê, ta mới gặp lần đầu mà hả, tặng nhẫn cho mình. Anh chị biết gì không? Gì em? Hộp kem chị mụn. Hộp em nó mụn. Dạ, mụn lái nhiều luôn. Dạ, hồi đó đang vậy thì mà mụn nhiều lắm. Hồi lúc đó giận thôi. Không giận không? Mà cũng mắc cười thì cũng kiểu bị hụt hẫng á, mà cũng mắc cười kiểu cũng quan tâm mình, nghĩ vậy thôi. Rồi có đem về tha không? Dạ có chứ. Tha có hết mụn không? Có. Dạ có này, nên này. Dạ. Rồi sau cái lần kem chị mụn đó là lúc nào đòi hôn người ta? Trời ơi.
Dạ. Chờ hết mụn đúng không? Ông cũng ghê. Bớt mụn luôn. Ông tính là ông phải hung cho cái quà má này mà lúc đó mụn quá không dám. Mụn quá hung sợ dính mụn. Nhưng mà lúc đó chúng chở đi chơi rồi buổi tối đó là đang chở đi đi đường nhưng mà trời mưa bão. Là gió mưa xong rồi cái em mới hỏi là đi vô để nghỉ xíu đi rồi hết mưa rồi về. Cái lúc đầu là không chịu nhưng mà thầy thấy mưa lớn mà tụi em không mang áo mưa theo nữa. Khi vô thì không sao, anh hứa là anh không làm gì hết. Chỉ là vô trong đó kinh điển. Dạ. Sao nữa là sao? Dạ, thì anh vô em đâu có làm gì đâu. Thế là có xin hung má anh ta không? Dạ hung môi luôn. Đâu làm gì đâu, hung môi nhưng mà làm gì đâu. Cái lần đầu tiên đó cái cảm giác của em như thế nào? Không biết vậy, em còn nhớ nhưng mà em nhớ là vậy rất là run, rất là sợ. Sợ, tại vì lúc kia em nắm tay là em đã run rồi. Dạ, còn lúc đó hung kiểu bị chích điện vậy, kiểu lân, giật khó tả lắm. Dạ. Có cái lần nào đi chơi xa không? Lần đầu tiên đi chơi xa là ở đâu? Đi đâu ta? Đi Đà Lạt hả? Vũng Tàu trước. Đi Vũng Tàu trước. Tại vì tụi em quen thì cũng gần 8 năm á, thì nên đi cho nhiều lắm. Hai đứa cũng đi Đà Lạt thì sẽ đi xe đưa rước, đi xe đò lên trên đó là sẽ chạy xe máy kiểu đi phượt á. Rồi anh nói chung là không có phải nhiều chuyện nhưng mà cũng hỏi thì phải hỏi cho nó tới. Mình đi như vậy mình có ở đêm không hay về liền? Chứ Đà Lạt mà em nghĩ là về đêm hả? Thì nói là dạ, đó rồi. Thì bởi vì mình phải hỏi cho nó tới chứ anh không có nhiều chuyện đó. Ý là đi lên Đà Lạt để giống như là mình khẳng định là mọi người hai cái đi Đà Lạt là sẽ xong rồi về sẽ chia tay. Dạ. Nên tụi em muốn đi thử coi có như vậy không? Giải lời quyền luôn á. Là không có như vậy nhưng mà em mỗi lần đi Đà Lạt là em có ấn tượng không gì em quên. Rồi đi 6 lần, đi 6 lần thì hết 5 lần là đi chưa kịp hái dâu là rụng dâu rồi. Dạ. Mà xuống cái là cứ ngày đầu tiên là lúc đó là lên tới đó là mệt, đâu có làm gì được, là còn chưa. Bắt đầu qua ngày thứ hai là y như rằng chưa kịp hái dâu là rụng dâu rồi đó. Thật lắm đúng không? Dạ. Như vậy là tụi em yêu nhau bao lâu thì mới là cưới? Tổng cộng là từ yêu gần yêu xa hơn 7 năm. 7 năm. 8 năm á. Tức là tụi em đám cưới được mấy năm rồi? Dạ được một năm. 1 năm 8 tháng. Dạ. Bé chưa? Dạ, dạ chưa. Hôm nay cũng muốn lên đây để Mr. Bean Thôi dạ. Ông mụ đó thiệt. Trời ơi. Sáng giờ ơi, nên ngứa mỏ quá, ngứa mỏ quá. Sau cái vụ mà giặt mặt sau khi cưới đó. Dạ. Thường nó nghe là nó linh đó. Chỉ có linh đó là khi mà các bạn giặt những cái tật xấu mà cũng như là giặt trong những cái tật xấu ra. Ai trước đây? Tại vì anh nhiều lắm, em để dành cho sao. Anh nhiều lắm thì là cũng hay cầm ràm với lại làm bèm. Em thì thường em đi làm về thì em sẽ không vào tắm liền, hoặc là em sẽ đợi đến 10-20 phút em ngồi em bấm TV em coi, hoặc là coi điện thoại. Thì vợ em cứ mỗi lần về là cứ bắt em phải đi vô xong rồi tắm xong rồi ra rồi mới ngồi coi rồi ăn cơm rồi vậy. Em thì lại thích chậm chậm, mà vợ em thì tất nhiên phải nhanh lẹ, nhanh mới được. Rồi còn gì nữa nè? Với lại hay khóc mà khóc kiểu vậy như vô cớ. Có nhiều cái khóc mà em không biết tại sao khóc. Hay khóc nhè. Mà khóc khóc thầm hay khóc rống lên hay khóc té lên. Khóc thì em thấy im im cái là em thấy cái em rời má là em thấy có nước mắt, cái là em hỏi chuyện khóc cũng biết sợ khóc. Mà có nhiều khi ví dụ như muốn nhưng mà em không cho cũng quay lưng qua kia khóc. Không có đâu, cái gì có lý do. Tại bữa đó em mệt quá, Dạ. Không bả khều cái dạ. Tay ra là cũng khóc. Không, cái đó khóc là đúng rồi. Cái gì có lý do cô nói cho bộ. Đang nói chuyện bình thường với em cái xong ý là nói chuyện cái hay nạt, ý là nó lớn tiếng, nó lớn tiếng hơn em nữa. Bình thường em cũng nóng tánh lắm nhưng mà vợ em thì không nóng tánh mà kiểu như hay nói lớn tiếng, ý là đang là bình thường cái lên giọng cái nạt cái dạ. Lên tông. Dạ. Em thì ý là nạt thì em sẽ im lặng nhưng mà em không thích, ý như em sẽ em cũng hay tự ái kiểu như vợ nói chuyện bình thường mà nạt hết. Rồi em mong muốn vợ thay đổi cái gì? Dạ chỉ có ý là không phải là chuyện gì cũng khóc, ý là cũng phải nói cho em biết chuyện gì, cứ khóc mà không nói thì chuyện gì. Dạ. Có bớt nạt em lại không? Dạ, cái đó thì em mong muốn là vậy. Bớt nạt nhỏ lại. Rồi giờ tới em đó. Chồng đó. Dạ, cũng có lý do chứ bộ. Đâu nói vài lý do coi. Nói lý do đi. Giống như hồi nãy anh nói á, là em muốn, nói chung là em phải cái gì rõ ràng cái đó, làm xong làm cho gọn gàng. Ổng cứ cà ràn cà ràn vậy đó, ổng cứ rề rề. Cái nói một tiếng thì gì đâu có nghe, em nói nhỏ đâu có nghe đâu, em phải nói lớn lên mới nghe. Mà đó nói lần đâu có nghe, phải nói 2-3 lần đó. Là phải nạt. Dạ, em phải lên tông. Dạ đúng rồi. Còn gì nữa? Dạ nhiều lắm. Hồi trước á là lúc mà tính ra ảnh giấu giỏi lắm, quen 8 năm đúng không, mà là về nhà ai cũng nói là trời Thành nó ít nói ghê, hiền ghê, cưới về một phát là cả nhà là nói sao giờ Thành nó nói nhiều quá vậy, nói nhiều lắm vậy. Tại mà chung với ba mẹ chồng nữa, ví dụ đi làm gì mẹ biết tin gì chưa, mẹ chồng Thành mẹ biết tin gì chưa đó, là bắt đầu kể chuyện cả ngày hai mẹ con rồi. Dạ. Cái gì cũng kể hết á. Mẹ em còn trẻ, mẹ em vui tính lắm. Với mẹ em rất là tâm lý, với vợ chồng rồi mẹ em rất là tâm lý, với mẹ em rất là thương hai vợ chồng.
Thế là em cũng hay thích gẹo gẹo mẹ em. Mẹ em kiểu như về là em sẽ nói những gì mẹ, cái có tin gì là em gẹo gẹo mẹ em để mẹ em nói lại với em vậy. Thêm một cái tật nữa là đánh bom. Nhiều người đánh lắm vậy. Bữa nay bố ông chồng là ông nào cũng đánh bom hết. Nhưng mà ông có ông này ông có cách đánh bom nào lạ lùng không? Dạ có, đánh rung giường. Dạ có, đánh rung giường. Đánh rung giường luôn. Dạ rồi, con bé cháu nó ngủ cái giường phòng cái bên đánh buổi sáng mà giật mình dậy khóc luôn. Gì ghê vậy? Dạ. Nó thuộc là nguyên tử. Mà hồi đó quen nhau mấy năm có khi nào cũng làm trước mặt em đâu, mà cưới gì một phát là trời ơi không biết ở đâu ra nữa. Mà buổi sáng dậy đó là bữa đó là con bé cháu nó ngủ cái bên đó tụi mấy á, một phát là nó giật mình nó khóc luôn. Thương con bé quá. Rồi tiếp tục. Cái nóng tính á là hay nhậu, nhưng bình thường là ảnh nói chung mà cũng hiền. Rất là hiền, nhưng mà em chỉ không thích là anh đi nhậu. Em không có cấm anh nhậu, nhưng mà phải chừng mực hết rồi 9 giờ 10 giờ anh về thì là anh phải về. Mà cứ lấy lý do là lâu lâu anh mới gặp bạn anh, lâu mới gặp đối tác. Mà mỗi lần mà anh nhậu lên là như ảnh thành con người khác vậy. Anh nóng tính có một đợt, nói chung là vì nhậu mà nó dẫn tới nhiều cái sự việc á. Từ trước đó nữa, thứ nhất là đi nhậu là anh hồi trước anh cũng gọi là bị tai nạn giao thông á, là mấy lần là vì đi nhậu rồi đi đường xa về em đã rất là lo. Lúc mà nóng tính nhất sau khi nhậu là làm gì? Dạ có một lần là lúc đó gần cưới thôi, chưa cưới, cũng đi nhậu về là anh về là không biết ở nhà nói chuyện gì á, là anh đấm cái tay vô trong cái cửa kính á, là bể hết, bể kính như lại bị đứt tay là phải đi khâu lại. Nên em rất là sợ. Em không có cấm nhưng mà anh phải biết điểm dừng. Em mong muốn chồng em thay đổi điều gì nhất? Cái đầu tiên là bớt nhậu lại, với lại ở nhà là phải quan tâm đến cảm xúc của vợ hơn. Cứ bạn gọi hay là nói chung là bạn gọi là đi à. Cái lúc mà tỉnh rất là hứa hẹn rất là nhiều, mà cứ nhậu vô là anh quên hết lời hứa à. Đó, nguy hiểm không? Chị chỉ nói em như vậy nè, công việc của em là quản lý đúng không? Dạ. Em phải tiếp xúc nhiều người, em phải có bạn bè, em phải này kia nọ. Nhưng em nhớ em phải phân chia cái thời gian của em, bao nhiêu thời gian em dành cho vợ, bao nhiêu thời gian em dành cho cha mẹ, bao nhiêu thời gian để em còn phải thiết kế cái gia đình nhỏ của em. Dạ. Đúng không? Và bao nhiêu thời gian em dành cho bạn bè. Em cứ nhớ giùm chị nè, khi em khỏe mạnh thì bạn bè bên cạnh em rất nhiều, nhưng khi em đau bệnh chỉ một người duy nhất bên cạnh em là vợ em thôi. Dạ. Không có ai luôn á. Vợ và cha mẹ chấm hết. Dạ. Rồi bây giờ hôm nay nữa, có một cái lời chân thành nào không? Đúng rồi. Có một cái lời hứa nào không? Thì phải có một cái gì đó thì tôi mới chúc được. Em thì thật sự là em rất là thương vợ em, nhưng mà tại vì có bây giờ so với bây giờ là em nhậu ít hơn lúc trước rất nhiều rồi, là em cũng không có chơi thể thao nhiều lúc trước. Tại lúc trước em cả chơi cả bóng chuyền với bóng đá, nhưng mà bây giờ em không chơi bóng chuyền nữa. Thế là em bớt lại rất là nhiều, nhưng mà tại vì có cái công việc của em là nhiều khi phải đi về khuya vậy thôi, với nhậu thì nhưng mà không thể nào bỏ về được, bỏ ngang thì không được. Đang lấy lý do vậy không mà. Thì bây giờ anh hứa với em là anh sẽ hạn chế lại mà sẽ không về trễ nữa, ấy là sẽ không để em ở nhà một mình nữa. Hay quá. Đúng rồi. Có gì được rồi. Em cũng rất là hạnh phúc khi thấy lấy được vợ em. Nắm cái tay vợ nói vài câu gì nữa đi. Anh rất là thương em, anh rất là yêu em. Anh cảm nhận được là không có ai mà tốt như em hết. Không ai mà thương em như anh, thương em bằng anh hết. Thế là nó sẽ có những cái như vậy thì anh sẽ cố gắng khắc phục lại. Anh sẽ hạn chế lại những cái đó. Anh tin là Thành sẽ thực hiện được cái điều mà Thành hứa. Tôi hồi hộp quá mụ. Hãy nắm tay tiếp tục nữa đi. Nắm đi để mụ. Em có thấy không? Thôi chúc cho hai vợ chồng thành đào ha. Sau ngày hôm nay hai đứa sẽ yêu thương nhiều hơn nữa. Dạ. Với một cái sự thay đổi, một cái lời hứa của Thành. Và đặc biệt là trong năm nay bác sĩ sẽ báo có tin vui. Và chúc cho hai em qua năm sau chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với hai vợ chồng em. Dạ cảm ơn chị nha. Tại lúc em đeo đuổi anh này á, anh cứ chặt mình hoài á, mình không có nghĩ là anh sẽ thích mình. Cái tính của anh chị cũng thấy á, rất là trẻ trâu. Mời cặp vợ chồng đầu tiên xuất hiện. Nhìn anh chồng tôi biết là anh là làm một cái nghề mà có liên quan đến tóc tai đúng không? Dạ không. Bởi vì tôi em cũng làm thì bói nữa. Cái tóc dạ. Này là tóc gọi là tự nhiên của mình hay là cưng đi highlight vậy? Dạ tóc tự nhiên. 16 tuổi là tóc đã bạc rồi. Tóc em tóc bạc rồi hả? Nó không phải bạc mà là muối tiêu chanh. Hồi xưa nó rất là, nếu mà từ khi có con xong rồi nó còn lên gấp 10 lần. Oh. Mời hai em giới thiệu cho mình. Dạ em tên Thành.
Thành 38 tuổi ạ. Em ở quận 7. Công việc của em là hiện tại đang phụ trợ làm việc, với lại là chủ yếu là nội trợ ở nhà. Nội trợ Thành ở nhà. Thành nội trợ cho nên bạc phát. Giờ tới vợ của Thành. Em tên là Nguyễn Thị Thu Hằng. Năm nay em 30 tuổi. Hiện tại em làm giám đốc công ty mỹ phẩm. Em shipper, em là shipper. Ông làm chung với vợ. Như lại chốt đơn. Đó, ông ngồi cũng còn đánh đồng chốt đơn. Em live stream của anh này đi ship thôi chứ không được vô bộ phận chốt đơn đâu. Không có cửa đi vô. Không có cửa vô chốt đơn. Nghiệp nhỏ dễ sợ luôn nhờ nó ship. Trời ơi, tướng tá như thế này lại là một shipper cho vợ. Nhưng mà hạnh phúc đúng không? Dạ hạnh phúc rồi. Quá hạnh phúc rồi. Và hai đứa gặp nhau sao nè? Cuối năm á thì lúc đó em có việc đi công tác ra ngoài Hà Nội. Cuối năm cách đây mấy năm đó em mới nói. Em nhớ là hình như là 2016 ra Hà Nội đi công tác thì lúc đó em tới sớm quá, ra không có cho nhận phòng. Uống cà phê ngay cái bờ hồ Hoàn Kiếm á. Xong cái em mới nhìn đối diện có một cô gái mà người ta gọi nước, người ta nói giọng miền Nam, nhá qua kêu em người miền Nam đúng không? Anh có người miền Nam nè, cho anh xin số đi, tối rảnh đi nhậu. Anh kêu em bắt đầu chị là chị mà. Chị lịch sử chứ đúng không? Chị lịch sử. Cái lúc đó là mắt của em bị cận, em không có mang kiến. Anh này ảnh ngồi xa lắm, ăn nguyên một đám gì đó, đám con trai á, xong rồi đi có anh này ngồi miền Nam mà nói chuyện kiểu hổ báo cáo tròn lắm. Nhìn lóc chóc lôi choi lắm, người ta gọi là chị trẻ trâu á. Tự nhiên cái ổng kêu chị người miền Nam hả, em chuẩn bị đi Sa Pa là chị chơi ở lại đi Sa Pa chơi với tụi em không? Ổng lấy mấy ảnh ổng chụp, mà em tưởng ổng là nghề photographer hay là nghệ sĩ gì á, chụp bật cho em số đi, em gửi ảnh cho chị. Rồi chị có cho không? Cho luôn, lại luôn cho. Thấy tủ tre mà lại cho số điện thoại luôn. Đó là lần đầu tiên đi Hà Nội thấy toàn người Bắc không, nghe có người Nam mừng muốn chết. Đúng luôn à. Cái tâm lý đó là có nha, giống như mình đi nước ngoài vậy đó. Dạ. Mà mình gặp người Việt Nam cứ tưởng tượng như bà con thân thuộc từ đời vô hùng á. Tiếp tục bữa đó em rất là đi chơi với bạn bè ngay ngày hôm đó luôn, đi chơi là đi nhậu khắp nơi luôn. Xong đến khoảng tầm 6-7 giờ chiều về là đang ăn phở, tự nhiên có cầm điện thoại có một cô gái nhắn là anh ơi rảnh không chút đi nhậu, sáng mới luôn là hàng Hà Nội đây, sáng mới coi à có cô bé cũng đi nhậu, đủ chơi thành thiệt ta. Mà đã nhậu rồi đó đúng không? Dạ nếu mà đang nhậu rồi ra ngang chỗ phố Tạ Hiện á, phố giống như phố Tây á, ra đó ngồi nhậu luôn. Wow. Mà nhậu hai đứa là nhậu chung với hai đứa rồi chị, hai đứa luôn. Dạ rồi đêm đó là nhậu xong rồi khách sạn ai nấy về hay là ở chung với nhau luôn? Không phải, bữa đó đáng lẽ là vậy nè, có nghĩa là khách sạn á là em lại gọi một thằng bạn ở ngoài ở Hà Nội ra ngủ chung cho vui. Cô này thì cũng vậy, gọi một bà bạn thì lúc đó đâu thể đủ người ta về được, kỳ lắm. Không lẽ để ta ngủ mình, để ta ngủ mình cũng kỳ luôn, nên phải về ngủ. Rồi hôm sau thì sáng ngày hôm sau thì sao nữa? Sao hốt hẹn luôn, hôm qua em xí chỗ liền chứ. Để dụng mất sáo là qua khách sạn ở chung luôn. Sáng hôm sau mình ngủ đi ăn sáng cà phê xong rồi chụp mình này nọ là cũng chuyên nghiệp lắm, chụp các kiểu cũng mấy trăm tấm lận. Về cô này chuẩn bị ra sân bay để bay về Nha Trang, em mới kêu là thôi để em lên phòng em dọn đồ giùm cho. Tao có, tao nói vậy đây. Chứ làm sao anh nhắn tin cho em, anh kêu là em ơi cái phòng bên em thuê như tiền nó đẹp không? Cái phòng bên anh nó xấu quá. Anh em cho anh lên cái phòng em, anh coi thử cái phòng em nó giống cái phòng anh không? Thì lúc đó là em dọn đồ xong chuẩn bị ra sân bay rồi, cũng đâu nghĩ nhiều đâu, cũng cho lên luôn. Ảnh hỏi số phòng để nhờ bảo vệ bấm lên, rồi sân lên hốt hẹn luôn. Rồi em rồi em có bị trễ chuyến bay không? Bỏ luôn, đi Sa Pa luôn. Không, đi về chứ. Mình đi về hả? Hốt hẹn luôn xong rồi đi về chứ. Vậy á hả? Vẫn kịp chuyến bay luôn. Dạ kịp. Em đi Sa Pa quá. Đi Sa Pa. Dạ. Rồi sau khi đó hai đứa về Sài Gòn rồi liên lạc với nhau như thế nào? Dạ về thì em với lại vợ em vẫn nhắn tin gọi điện thường xuyên. Rồi hàng tháng thì vợ em hay vô thăm em. Ủa vô thăm em là sao, là em ở đâu? Em ở Sài Gòn. Còn bạn em ở Nha Trang. Dạ, em ở Nha Trang. Tụi em có nghĩ là tụi em sẽ dài lâu không? Lúc đó không nghĩ gì. Em thì sao Long Thành? Lúc đó em chưa nghĩ tới dài lâu đâu, thì tại vì tình cảm mình phải tiếp xúc dài thì mới có phát sinh được tình cảm. Đến bao lâu thì em mới phát hiện là cô này cũng đặc biệt ở trong em? Lúc mà cô này cũng đá em, cô đá em cũng chia tay em 9 tháng. Tụi em nhớ là cũng khoảng tháng 5 2017 luôn á, cô này cổ đi học lớp, người ta khoe gia đình khoe con này nọ, cổ về cổ xỉn cổ về hay sao á, nhắn tin với em là cưới đi. Vậy em mới kêu là mình sự nghiệp chưa ổn định, tiền chưa có, hay là cũng rất là sợ baby, mình chăm sóc này nọ rất là sợ, nên em nói thôi không có cưới. Cái cô này cũng nhắn thêm là không cưới vậy quen nhau chi vậy. Cái em cũng để ba chấm, cổ kêu không cưới thì thôi chia tay đi. Em nhắn lên như nè, em suy nghĩ kỹ chưa? Giờ em mới kêu là kỹ rồi, kêu ok nếu vậy thì ok. Xong là em chặn sạch từ Facebook, Zalo các kiểu, em chặn hết. Em chặn. Em chặn. Lúc đó em sao?
chuyện chỗ ở luôn. Rồi lúc đó em sao nè? Kiểu như là mình say xong sáng mai mình ngủ dậy mình mở cái điện thoại ra mình thấy tin nhắn á, hoảng quá gọi điện mà thấy bị chặn hết. Thời bây giờ đâu ai gửi mail, email đâu mà em phải lục ra cái email mà em gửi qua cái email viết tâm thư dài luôn á. Em lấy số lạ hay số gì là ông biết số em là ông chặn hết. Tự ái không? Dạ đúng rồi. Em đã hỏi rất là rõ là em suy nghĩ kỹ chưa? Đó, kỹ rồi, mình là người lớn rồi, hơn 18 tuổi rồi, mình phải có chịu trách nhiệm với sự quyết định của mình. Đúng rồi. Em ngủ 3 ngày luôn, nghĩa là không ăn không uống, vậy nằm 3 ngày buồn luôn. Buồn đúng không? Buồn cái nằm 3 ngày, tại vì cái thời điểm mà chia tay anh này á là cái công việc kinh doanh của em nó có một xíu vấn đề. Xong rồi đã vừa không có tiền rồi cũng vừa mất tình, nó giống như kiểu như là mình mất hết quá, mất hết cái gì gì đó. Để ta không cái nằm ở trên giường ngủ, ngủ 3 ngày không ăn gì hết, cái ba em nói với đứa em á, mày lên mày coi chị hai mày còn sống không, cái lên lay lay cái chân cái ngóc đầu dậy rồi em lại đi làm. Đi làm xong là quên luôn. Tới 4-5 tháng sau á là công việc kinh doanh mình ổn định rồi á, cái mới nhớ lại ông này. Em nhớ là ngày sinh nhật ổng, lúc mà ổng quen em á, ổng có dẫn thêm thằng bạn của ổng ra chơi để giới thiệu cho nhỏ em gái em. Bây giờ gọi ổng không được thì giờ phải tìm bạn ổng, môi móc thông tin này nọ rồi nhờ bạn ổng gửi quà, gửi cáp, gửi hải sản, gửi mua giày mua đồ tặng, rồi mắt kiến nước hoa rồi nói chung là tặng quà ông này. Sao mà lụy tình ổng dữ vậy không biết nữa. Thương quá à. Dạ, cũng không có nói cảm ơn hay là gửi lời cảm ơn nhận quà hay không, mình cũng biết luôn. Ai tôi gần Tết á, cái bé em của em á, nó gọi cho ông này rủ đi nhậu thì ổng lại chịu đi, nó dẫn anh theo. Gặp nhau. Gặp nhau. Lúc đó là sao? Gặp nhau đang nhậu giữa chừng đang vui, ổng bỏ ông về tút nút. Vẫn còn giận. Để mình ôm vậy, để mình ôm giữa quán bar vậy đó. Tại vì em hứa với con bé em á là nó rủ em đi nhậu, em hứa nó là em đi là em đi. Hết tặng một rồi em đi về, đúng rồi, 12 giờ mấy rồi em đi về. Hồi nãy em có nói là sau cái cú mà cổ chia tay em vậy á thì em mới thấy cổ là quan trọng với em là từ lúc nào? Cô này cổ theo em dữ quá. Xưa giờ chưa có ai mà theo mình dữ vậy luôn á, mà đúng cái ngày sinh nhật của em thì mấy bạn em mới cũng ra uống cà phê. Thì em cũng ra uống bình thường, xong rồi nó mang thùng quà tặng. Hỏi gì vậy, hai đàn ông mà tặng quà gì không? Thì nó mới kêu không có người tặng cho mày, họ về nhà tự gỡ. Thì về nhà em nhớ những đôi giày với cái bộ đồ hay sao đó. Nhìn thấy món quà là em biết ai tặng rồi, tại vì thằng đó nó rất là dạy gái, nó kết con nhỏ em chỗ này. Nên là kêu cái gì nó cũng làm, thằng đó rất là dạy gái. Cô này rất là lụy, có nghĩa là rất là thương, mình thấy rất là thương mình luôn á. Đương nhiên lúc đó mình cũng có tình cảm với cô này chứ không phải là không. Em nhớ là như 8-9 tháng gì đó thì mình thấy như vậy thì mình mới thay đổi. Trong 8-9 tháng đó em chặn cổ vậy thì em có say nắng cô nào hay là em có một cái mối tình là trong quen chính ngồi luôn? Trưa đó lại nhắn tin em chính chia tay, là tối đó là ổng đi ăn mừng, ổng quen người khác liền luôn. Mà em biết luôn sao em biết được? Sau này ổng kể cho luôn. Quay lại rồi ổng mới kể chứ. Chia tay rồi đúng không, mà lúc đó em cũng có tuổi, lúc đó là em 33-34 tuổi rồi. Em phải kiếm một người phụ nữ nào đó lập gia đình. Mà em tìm hiểu, mình phải tích cực tìm hiểu, bố mẹ họ hàng xã hội ai cũng kêu có tuổi rồi lập gia đình đi, thì em tích cực tìm hiểu. Mà em tìm rồi mà không hiểu thì bây giờ phải chia tay thôi chứ sao giờ. 9 tháng em quen có 9 cô cái gì đâu. Trời ơi, nói chung là cũng thiệt tốn quá. Lúc mà quay lại xong á, khoan, cái vụ quay lại đó là ai là người, dĩ nhiên là em là dẫn thương ảnh rồi. Sau cái bữa đi quán bar đó, ai là người đề nghị là quay lại? Lúc quen cũng ai đề nghị, mà lúc chia tay thì đề nghị nhắn tin, xong rồi quay lại cũng tự nhiên vậy. Dạ tự nhiên nó tới, dạ, tự nhiên vậy. Cái chị muốn hỏi là sau cái hôm mà đi quán bar mà em bỏ em đi về đó, thì sau đó là gặp nhau ở đâu nữa, có gặp nữa hay không hay là như thế nào? Sau đó hình như gặp là cũng đi ăn đi uống với thằng bạn đó, thằng bạn nó cũng kết nối. Hai vợ chồng kết nối là nhờ thằng đó đó. Một hai lần nữa. Và hai đứa quyết định đi lại với nhau. Cột mốc đó là lúc nào? Đợt đó là em với lại bạn của anh này là có hợp tác làm ăn chung. Xong cũng hay liên hệ qua. Xong rồi anh này ảnh mới nói là sao không làm ăn chung với anh mà làm ăn chung với thằng đó như vậy. Đó thì nói ủa anh làm cái gì, thì ảnh đầu tư rồi giống như là chứng khoán ở trên đó đó. Thì ổng nói đó anh làm cái đó có muốn làm chung với anh không. Nói là ừ thôi em cũng đang có xíu vốn em gửi anh làm ăn chung, thấy em bán mỹ phẩm. Thế ảnh nói là em bán mỹ phẩm mà sao không bán cho ảnh. Thì ảnh mới mua cái mỹ phẩm của em về, rồi cứ gọi điện bữa nay xài sao, này sai sao, kiểu hốt xong hốt luôn. Và chủ tán lại cũng bắt đầu chiều chuộng rồi xong chịu. Chứ trước đó là lúc nào em cũng kêu là làm đám cưới đi, là đưa ra mấy chục cái lý do gì đó. Có nghĩa là em cầu hôn ảnh? Em cầu hôn rất là nhiều lần. Ảnh nói là anh không tiền, thì em nói là em có tiền. Anh nói anh đẻ con không ai chăm, thì em nói em chăm. Kêu là mẹ anh khó tính, em nói không sao hết. Có nghĩa là đủ thứ lý do đủ mà thứ lý em do. Đều nói rằng là em sẽ là người gỡ những cái lý do đó mà ổng được không chịu luôn. Em cầu hôn ảnh tổng cộng là bao nhiêu lần em nhớ không? Cũng mười mấy, 20 lần luôn á. Mà tính luôn cái thời điểm mà chưa chia tay khúc trước nữa phải hơn 20 lần. Trời ơi, xem cưng chuyên quá gì đó mà ổng lại sao? Lý do gì em không chịu? Vì em sợ lập gia đình lắm.
Nhìn vô em thấy có con rồi nó khổ lắm. Mà xưa em đi làm chung với mấy anh đó em thấy em bị ngộ cái lý do là em quen chính con nhỏ trong 9 tháng em nói em muốn lập gia đình. Thì bây giờ em tìm ba mươi mấy thì, rồi. Thì đó là mình vẫn cứ kiếm mà kiếm người nào mà để mà lập mà không hợp đúng không? Chỉ là quen chơi thôi đúng không? Tại sao nhỏ này nó dày mà là không chịu lấy? Thì sau này mới thấy là vậy là quá hợp luôn. Đúng đúng. Anh hỏi nhẹ cái thôi. Điều gì khiến em xúc động khi em kể lại cái câu chuyện này? Tại lúc em đeo đuổi anh này á, anh cứ chặt mình hoài á, mình không có nghĩ là anh sẽ thích mình. Cái tính của anh, anh chị cũng thấy á, rất là trẻ trâu. Mà em gia đình em ấy, gặp anh này hầu như là ai cũng không thích cái tính này hết á. Không có làm họ một mẫu người chuẩn để mà có thể là một người chồng tốt để chăm sóc gia đình. Kiểu như là mình cứ đeo đuổi như vậy á. Em nghĩ là anh không có thương mình. Em nghĩ là anh cưới là do em đeo đuổi nhiều quá rồi thôi cứ đại cho vui vậy đó. Chứ thật ra là tụi em cưới về rồi bắt đầu mới tìm hiểu nhau. Tự nhiên hôm nay nghe chồng em nói thì em rất là xúc động. Hồi nãy là em nghe được cái lời thật của chồng em xúc động về cái suy nghĩ của ảnh dành cho em đúng không? Dạ. Đó giờ chưa bao giờ ảnh nói đúng không? Dạ chưa. Đó là bị đánh giá là trẻ trâu. Bây giờ thì còn trẻ trâu không? Bây giờ là em là người cha chuẩn mực rồi. Chồng sẵn sàng nói em là nội trợ. Chăm dạ, con em là nội trợ. Ông bố tuyệt vời không? Trời con em là đẻ ra là 100%. Thôi em đừng có nói khen em. Không phải. Trời ơi không, để vợ nói tôi mới tin. Vợ nói nè, vợ đó. Nói là chồng sao nè. Trước khi cưới còn có rất là nhiều tật xấu. Ví dụ như anh này là ngày xưa là làm việc làm IT á, cho nên là làm việc máy tính và làm ban đêm. Ban ngày là sẽ ngủ 4 giờ dậy, tắm rửa, ăn xong là 6 giờ là ngồi máy tính mới tới 6 giờ sáng. Còn em bầu bì là mình muốn làm gì mày làm. Em mới nói là anh ơi em mang bầu vậy không ở trong này em đi vô làm dâu mà ở riêng đâu có biết đi chợ đi búa gì đâu. Ông nói chứ lớn là không biết mở điện thoại lên bút ráp phút giờ ăn hả, thích cái gì trên đó có hết, nó hụt hẫng lắm. Em vô đây làm dâu thấy hụt hẫng lắm. Tự nhiên đẻ xong y như là hai người khác nhau, hình như là thay đổi hoàn toàn luôn. Là bây giờ là 5 giờ đã dậy rồi, ban đêm là 10 giờ, 11 giờ là phải đi ngủ rồi. Cho con bú, rồi nấu cơm, đi chợ, đi ship hàng. Rồi thay tã cho con, rồi con bệnh, rồi ru bồng. Nói chung là một mình hành hết. Dạ, mình anh hành hết, em không làm gì hết trơn. Em chỉ có con gái cơ. Dạ, con gái. Anh muốn hỏi Thành, điều gì khiến cho em thay đổi như vậy? Chắc là em nghĩ là đó là tình cảm và tình yêu của người chồng với người cha. Chứ em cũng không nghĩ, em không có lý do gì để thay đổi luôn á. Bạn này bị lỗi dầm nè, lỗi nước. Ổng nhậu là ổng nhậu vô ba ly là bắt đầu là đàn ông em ngồi bên cạnh là ổng nhào vô ổng hung. Ổng đậu chứ không đậu xe đó. Ổng la hét là ổng ngủ ngáy. Giờ là không nhậu luôn. Một tháng sợ ổng bị stress á, cứ kêu là thôi anh mời bạn đi nhậu đi. Cái ổng nói không, ở nhà với con. Em cứ nhắc ổng đi đuổi ổng đi nhậu hoài. Ổng kêu chứ bây giờ đâu ai thèm nhậu với tôi nữa. Lại mất bạn chứ. Mất bạn. Đuổi hoài ổng đi mất hết bạn. Như hồi tối đây nè, trước khi lên chương trình á là em nằm ở nhà thì ảnh mới nói là thôi cho anh đi uống cà phê với bạn. Cái nói đi taxi xuống tới vừa bấm xe xong thấy lại lê tê lên cởi đồ, nó ủa sao không đi, thôi ở nhà chứ làm biến ở nhà chơi với con nhớ không không đi được xíu là nhớ. Ôi, dạ, anh bất ngờ em đúng không á Long Thạnh, cái đứa gái nó giống em hay giống vợ? Dạ giống em à. Giống ổng. Ố trời ơi, bởi vậy thì các ông đi đâu chắc ông luôn ấy, giống ổng bị chắc luôn á. Người ta nói đúng lắm em, giống như cái đứa gái á nó làm cái người tình kiếp trước của ba nó. Rồi khi em thương con em rồi thì em mới cảm thấy rằng là em quá thương vợ, em có lỗi với vợ nhiều hồi đó. Tức là từ cái đứa con nó làm cái cầu nối cho hai đứa. Em có thấy là nuối tiếc khi mà trước đây mình lại sợ có baby chứ. Bây giờ cứ thấy không? Không, bây giờ thì em nuối tiếc, nếu mà vậy em sẽ lấy vợ sớm hơn 10 năm. Đó thì bao giờ anh mới nói. Chỉ có một bé thôi hay là hai? Dạ. Bây giờ đây, em đang năn nỉ đẻ thêm đứa nữa. Năn nỉ? Mà cái gì cũng chủ động chứ vậy? Thường là vợ chồng em ngại mà kêu mày tao lắm nha không? Cùng lắm là tức cãi lộn thì kêu ông với tôi thôi, bà với tôi thôi. Nhưng mà mỗi lần mà em nói anh thôi đẻ thêm đứa nữa, lỡ rồi em lấy lại dáng luôn lần. Mày mặt, mày điên hả Hằng? Mày muốn tao nghỉ lầu ở khóc tao chưa đủ bạc hả Hằng? Cũng nói em vậy. Đứa nữa là chắc em giống anh luôn. Em kể thật xấu của cô. Vậy bây giờ gió đổi chiều. Gió đổi chiều đi. Cô ấy thì sao? Anh có nghe được phụ nữ là gia trưởng chưa? Còn là gia trưởng mà. Hôm em ngày xưa em nóng tính rồi, bây giờ lấy về em thương vợ thương con em nhịn. Nghĩa là vậy nè. Ví dụ như thì vợ chồng em qua TikTok á, là em góp ý giúp được, vì em quyết là phải giống như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, là phải làm theo ý vợ em hết. Em chỉ có toàn quyền trong cái bếp của em thôi.
là em nấu em làm gì là đó là quyền của em. Trời, gia trưởng rồi gì nữa, tính xấu kể tiếp em. Là nóng tính nữa, cực kỳ nóng tính luôn. Đã gia trưởng là còn nóng tính dạ nữa. Stress hay là khách hàng, đại lý hay là vấn đề gì đó em biết. Mà về nhà bắt đầu là sổ cho đầu em. Xong rồi em mới hỏi là tại sao mà em stress này nọ em xả cho đầu anh. Thì giờ em mới kêu là tôi lấy ông về mà tôi stress không xả đầu ông, tôi xả đầu là khác nó đúng tôi sao. Siêu gia trưởng, đúng là siêu gia trưởng luôn. Đúng là cứng họng luôn hả? Cứng họng mà chứ biết sao, giờ vợ mình mà sao giờ ông lại giờ quýnh nó. À, quýnh chứ chắc là quýnh lại nó dữ lắm á. Vợ em mới dữ, cái nữa là dữ, cực kỳ dữ luôn. Nó vừa gia trưởng, nó vừa nóng tính, nó vừa dữ, ai làm lợi nó. Rồi mức gì là bán hàng ship hàng cho người ta mà người ta không nhận á, mà đòi được tiền ship luôn. Dữ dội không? Hay không? Trời ơi trời, không ai bịt được, hơi bị bá đạo luôn á. Nhưng mà em có mong muốn vợ em thay đổi gì không? Thực sự là em cũng không có mong muốn vợ em thay đổi gì á. Giống như em kêu là bớt nóng tính đi hay là bớt gia trưởng thì chắc chắn là sẽ không bao giờ làm được. Đó là bản năng rồi. Mình cưới người ta thì mình phải chấp nhận cái chuyện đó. Nếu mà người ta thay đổi thành một con người khác rồi, không còn là cái người mà mình yêu nữa. Nên là em cũng không có mong thay đổi nữa. Nhưng mà lúc em yêu anh em đâu có vậy đâu. Tại vì em giấu chứ không phải vậy. Rồi vậy giờ vợ muốn chồng thay đổi gì nữa không? Em đang muốn chồng em đừng có thay đổi nữa. Nghĩa là vậy được rồi. Vậy được rồi, đúng không? Ổng thay đổi quá là mình thấy nó lạ quá. Với lại là sợ con khác nó hốt mất. Tốt quá, hốt mất. Hiện tại em cảm thấy cái cuộc sống của em như thế nào? Hiện tại em cảm thấy cuộc sống của em rất là hạnh phúc rồi. Yes, đã không? Dạ, đã. Vợ mà nó không chửi, không mắng là nhiều khi mình cũng là bất hạnh, mình là bất hạnh nhớ đúng không? Ok. Rồi, không. Còn một điều nữa chị muốn nói với bạn vợ. Em đừng bao giờ nghĩ là cái tính nóng của em không thay đổi được. Em phải nghĩ là em thay đổi được những lúc mà mình thuận thảo với nhau, đúng không? Em nóng tính ok có thể được thì chồng em có thể bỏ qua được, nhưng mà em phải nhớ đến một lúc nào đó, đến một, ví dụ như hôm đó người em nó mệt, nó hơi bị mệt, sức khỏe nó không được tốt, đúng không? Hoặc là em đang bị một cái chuyện gì bực bội trong lòng, đùng cái vợ nó vẫn chứng nào tật nó vẫn nóng, thì lúc đó có thể em sẽ không nhịn được. Và khi em không nhịn được rồi bộc phát lên thì rất là mệt. Ok nha. Thay đổi nha. Xin cảm ơn các em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son.